tin xoay quanh các doanh nghiệp sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020 sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị trong chương trình sau. Phương điểm lại thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình. Con à, hôm nay, dạ. Bữa nay ngày nghỉ, vợ con đi đâu? Sao con không đưa vợ đi? Vợ đang mang bầu bì nặng, con phải biết quan tâm đến vợ chút chứ. Dạ, vợ con về bên nhà chơi, con đưa đón sợ làm phiền phức. Mạng lưới khách hàng rộng khắp trên toàn quốc với những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý nhất là ủa, mới nhắc vợ con mà nó về liền kìa. Thưa má, con mới về. Ủa, nhìn con có vẻ mệt hả? Lẽ ra con nên nói chồng đi rước chứ. Dạ con không sao, chắc tại vì trời nóng quá nên con hơi mệt. Xin phép má con vô phòng trước. Vô nghỉ đi con. Tên Dương Ngọc Trọng không phải là tai nạn bình thường. Gia đình đã nhờ công an vào cuộc điều tra về vụ tai nạn này. Ghê quá. Minh Anh. Con sao, sao vậy Minh Anh? Chị ơi, chị Minh gọi Anh. cấp cứu. Em sao vậy? Con Minh Anh ơi. Minh Anh. Để cô ở Minh Anh. Cẩn thận cái bụng đó. Dạ. Khoan. Dạ. Để con. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Minh Anh, con giải thích cho má nghe. Đây là cái bụng bầu của con hả? Má, con. Thế này là thế nào? Rõ ràng là con mang bầu mà. Má tha thứ cho con nha. Con đã từng mang thai mà con sảy thai rồi má. Con xin lỗi má. Sảy thai? Má ơi. Con sẽ nhanh lên để đưa má vô phòng. Dạ. Con sẽ nhanh lên. Má ơi, má tỉnh lại đi. Anh hai, má không sao rồi, nên anh đừng có lo lắng quá nha. Con thưa má, con về phòng. Má sao rồi anh? Đây là cú sốc lớn. Cũng may là má tôi không sao. Nếu như má tôi có mệnh hệ nào, tôi không tha cho cô đâu. Em xin lỗi anh. Thật lòng em cũng không muốn nói dối ai hết. Em không muốn lừa gạt ai hết. Từ ngày cưới cô tới bây giờ, tôi nghe không biết bao nhiêu lần câu này từ miệng của cô đó, cô biết không? Đã có rất nhiều lần em muốn nói ra sự thật, nhưng em đều không thể mở miệng. Em biết là anh và cả gia đình đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa bé này. Không thể mở miệng. Không thể mở miệng nên khi mất đứa nhỏ, cô cố tình mang thai giả hả? Em sợ mọi người sẽ trách mắng vì em không giữ được đứa bé. Tôi là ba của đứa nhỏ. Vậy khi mà đứa bé không còn nữa, tôi không hề hay biết. Thật tức cười. Mấy tháng qua, tôi cố gắng trở thành một người cha đàng hoàng, một người cha có trách nhiệm. Cả nhà tôi ai có nghĩ gì đứa nhỏ này hết. Ba của tôi sắm sửa đồ đạc cho đứa nhỏ, thậm chí kêu người về đây thiết kế phòng cho đứa nhỏ. Lúc đó làm sao? Cô thấy tức cười lắm đúng không? Anh có biết em đau lòng tới mức nào khi mất đi đứa con yêu quý của mình không? Lẽ ra lúc đó em phải được chăm sóc, được an ủi, nhưng em chỉ có thể gồng lên chịu đựng một mình. Bởi vì em không muốn phá hủy niềm vui của má, của cả gia đình.
Anh biết em đau lòng tới mức nào không? Cô định gạt tôi tới bao giờ nữa hả? Cái thai này, cái thai giả cô đang mang, sắp tới sẽ ra sao nếu như ngày hôm nay không bị phát hiện? Cô còn tiếp tục lấp liếm cái sự lừa dối này bằng một sự lừa dối khác đáng sợ hơn phải không? Em không biết, em không biết. Em không có nghĩ nhiều được tới mức như vậy. Em chỉ muốn... Đúng rồi, tôi không muốn cả nhà tôi làm trò hề trong mắt của cô nữa. Anh Hải Đăng, em xin lỗi. Em không muốn, em... Tôi không muốn nghe. Tôi không tin bất kỳ lời nói nào từ miệng của cô nữa. Kể từ ngày hôm nay, tôi và cô kết thúc. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.